Rồi. Chị lấy cho vào thứ ba. Một con đất gì đâu tay. Theo sạch cháy bác gì đó. Vãi cứt. Ôi 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 ôi. Ông nghe con sợ. Quán à. Ê, phải ly cho Nhoa vào, tiếp lửa cho Nhoa kia. Đi vào đây. Ai ai rồi. Ôi, quán à. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Đâu rồi, đâu, tiếp lửa. Ôi ôi đốt đầu. Ui nhiều quần lắm. Mấy cái lửa thôi. Đây đây. Ui đang nóng luôn á. Nóng đuổi đâu. Không có chạy. Không có chạy. Chạy ra thêm. Không không có ít lửa, ít lửa quá thêm lửa. Mèo đi ra. Rồi rút ra đi, rút ra đi. Chị em mày chị đều rút. À đây đang có. Đây. Đây là hậu trường những càng nguy hiểm nhất hành tinh. Đâu xem tổ ong là con mẹ không? Cháy khét tổ ong này anh em nhá. Đấy, mau đệ này. Mau đệ này, ái dạ, ái dạ. Ái dạ, mẹ nó bay đây ngoài. Ui. Mình chưa giờ thấy kiểu đốt ong nào như này luôn anh em ạ. Quá nguy hiểm. Vâng, mẹ nói. Bác đi anh. Anh bảo kê cho. Bác đi không bác được. Dao. Anh dao đâu? Ra 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 đây. Này này, nhanh nhanh nhanh. Nó đang xay khói đấy anh ạ. Đây đây. Mẹ nó vía rồi. Nhộng nhộng ấy. Ô. Con chạy đó. Đây đây. Mày mấy con này chưa có khói đâu. Mấy con ở trong ấy. Ui. Còn không? Còn không? Đây rồi. Ôi mới được có một tầng. Không, trời trời này nó không cháy. Ôi, đây rồi, đây rồi. Mới được một tầng. Cà cà có tầng này. Hình như có tầng này. Cái tầng này là tầng côi rồi. Ờ, tầng côi rồi, tầng côi rồi. Ông người ta bắt mất rồi. Thế mày đi anh à. Bắt ông là phải an toàn mọi người ạ. Hết dừng ấy. Bắt ông là phải an toàn. Đây, dắm đi, dắm đi. Và an toàn của Mao Đệ. Nói chung thì cũng đơn giản các bạn. Ê, tính ra là cái này nhiều tầng đấy nhé. 1, 2, 3, 4. 4 tầng đang côi. Chỗ này là bị người ta bắt rồi là nó làm lại. Cắt côn. Các chị xóm thấy sao quả này? Thấy quả này làm sủi luôn là mình nguội. Chúng là em thấy cái việc này cũng rất là đơn giản. Không có chiếc sơ xịt cả. Ngon nhỉ. Đây, mời các bạn nhé. Ôi, ăn luôn hả? Ngọt lắm. Ăn cái con này như này. À, con lửa thôi. Con như chín thôi đúng không? À. Chín cái cái. Chị có bị dị ứng thế? Không, chín dị ứng. Hồi tí. Béo, béo, béo. Cá sĩ thóm, không tham một cái gì. Ngon nhỉ. Ngon. Ngon mà. Đốt, 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 thử ăn luôn đi. Nướng luôn, nướng luôn. Nướng luôn. Đi đã. Ngon lắm. Chính ra ăn cái này ngon nhỉ. Ây, dễ đốt đấy. Đặt cái tổ ong lên trên, úp nó xuống. Đấy, rồi đặt lửa xuống đi, đặt lửa. Đặt lên bên trên. Đấy, đấy, đặt đặt lên bên trên lửa luôn, đặt bên trên lửa luôn. Đấy. Nướng ong. Còn người dày kinh nghiệm. Vậy mà ông làm cho phát vào một phát thì được. Có bị nhát nào không? Không. Không. Về khỏi luôn. Hai ông vệ cực chắc thế, mãi mới dám vào. Kính hậu vệ đốt cả kia. Ui quần nó về nhỉ. Quần nó về nhiều thương kìa. Anh Hoa và chỉ cần chuẩn bị nó lại, sau nó lại côi lại tổ này mà. Có chiến tranh với ông là em và chị Nhung chạy bất định luôn. Đâu, hậu vệ thế là được rồi. Tốt. Đừng cách xa 2 mét không bỏ tuyệt vời đâu. Không bỏ gọi là đồng đội. Đồng đội thế là tốt rồi. Thủ lĩnh nhá. Chỉ nữa đó chỉ cần cái thôi mà. Được, thêm tí nữa. Bỏ cái tầng kia đi. Nó có nhộng nhất một tầng. Thì nó côi tổ này. Dày, dày nhộng. Một tầng nó dày lắm. Ừ, mẹ nó về. Bây giờ kiểu mấy tổ nào mà như cái mâm ấy. Dám chơi không? Dám chơi không? Ba người dám chơi không? Nó đuổi ghê lắm. Đấy là phải thấp cơ nhỉ? Phải thấp, với lại mới phải đủ lửa.
Không, mình phải đủ căn, mình phải đủ can đảm. Được, cái này nó cháy bừng. Phá vừa rồi em mất lửa chứ sinh hài chứ. Mày mong đút. Mình phải đủ can đảm, lửa nó chỉ gọi là bức bình phong thôi. Ngay trước em ăn rồi đốt ong á, em đốt một buổi mười mấy tổ mà bị cắn có mấy chục phát. À, thế đó. Cùng lửa đây đây. Bị cắn có mấy chục phát rồi. Cùng dùng lửa, đủ lửa là cùng bị cắn. Nhưng mà ở ngoài em Dũng gọi hay gọi là số ấy. Rồi đó, chín rồi đó. Chín rồi đó, phèo cả đó đây. Được rồi, được rồi. Được rồi nha, cho ra. Chín này, cho ra bên này đỡ bỏng này. Đang bảo đi bắt ong để về om với cá mà tổ này bé quá mọi người ạ. Rồi, ăn rồi. Chị cho. Đó. Tín đồ của ong thì mình thích món này. Đi, đi ra đi, lắm. Vừa đi vừa ăn đi. Cho cái gì mua bốc mùi mới. Ở đây lâu ong tí là nó tỉnh say khói lắm đâu. Ông thơm bác nha. Ờ, ngon lắm. Thơm lắm. Ong nướng thơm lắm. Trời đáng đòi nè. Ăn dùng gì? Ờ, à, đúng rồi. Ngon hơn chứ. Ngon hơn đấy. Đây là những con nghiện. Ngon lắm. Nhìn luôn này. Ngon lắm. Mấy con vít năm thịt mình ngon lắm. Ba người vánh hết tổ này đỡ phải ăn cơm. Đi về anh thời gian này hù lắm. Không biết nói tiếng người này đâu. Ok, đã đến giờ ăn trưa rồi nha mọi người nha. Nay anh em mình bắt được mỗi một con. Con bản là tại không câu. Đổ nước vào cho anh nhỉ. Nay đi câu lùa về kia cá chép om chuối đậu nhá mọi người nhá, toàn hàng rừng, hàng tự nhiên hết. Chuối đây anh ạ, ở đây con này này đậu, con này là con cá chép tự nhiên nhá, tự nhiên chết. Còn chuối này là chuối tự nhiên nhá, tự nhiên mọc á, tự nhiên trộm được. Còn con mao này đang uống trà tự nhiên được cho. chiều anh em mình đi lùa dạo vài đường cơ bản xong rồi sẽ xuôi về Ba Vì. Quần gói và phắn. Quần gói và phắn. Vứt đồng phục đâu không xe không biết chết nữa. Để buổi chiều thì mình mời anh Cương một con cá chép này, một cá chép óm theo kiểu thập cẩm. Bây giờ có cái gì là đổ vào cái đó. Đấy, em chuẩn bị hết gia vị rồi. Riêng xả, tỏi, ớt. Đủ hết. Ớt 500 triệu một cân, hái trên rừng. Đó đây. Không phải là loại ớt này cay không? Siêu cay. Anh thử với xem. Thấy không? Ngọt lịm. Ớt ngọt thật. Có vị gì đâu? Có vị cay. Đấy, không cay lắm. Ok, món em này rất đơn giản. Anh ấy thôi, anh cứ đổ vào em sẽ hướng dẫn thôi. Đấy, các loại gia vị đấy. Đấy, cá. Nhưng mà đổ tất vào đấy. Đấy, mắm tôm tất cả các thể loại vào nhá. Đấy, đủ hết mà anh. Mắm tôm luôn à? Mắm tôm ít riêng mẻ đấy. Thêm đi anh. Nhiều rồi. Mắm tôm này, chỉ dầu, món ăn hoang dã anh em nhá. Cho tí mẻ nữa đi cho nó chua. Hết rồi, em cho hết luôn rồi. Cho hết rồi. Hết sạch mẻ đấy. Rồi, hết rồi. Ok. Rồi sao nữa? Trái này chưa. Trái này. Đấy. Thế thôi. Tuyệt vời. Ngon nha. Thế thôi anh, có cái gì thì cứ rắc vào giống như kiểu là mình kiểu làm một món như này ngon lắm ấy. Thế rắc lên thôi. Đây đang con cái này chưa rắc. Ui dồi, tí nữa cơ, liệu có mặn không đấy. Nhiều không? Nhiều luôn anh. Hâm như nó càn tí nó được. Ok. Đấy, rồi món canh của anh em mình trong món món này gọi là món gì? Còn canh.
canh. Ok, canh. Cho là canh đi. Xong rồi. Tí nữa để em đi mỗi bùn rồi đó. Chịu trẻ nó. Ok. Đây, dưa đi lúa dạo. Để đi tắm. Lúa dạo. Ok nha anh em nhá. Đây là cái món ăn mà Hòa đạo diễn. Rồi. 3, 2, 1. Ô dê. Sao nó không ăn này anh? Món này đáng nhẽ ra phải cho thêm tí cháo nữa ấy, thì sẽ thành cái món cháo đó. Bình thường khác lắm. Nãy tự nhiên là lạ ấy. Tự nhiên là sai đâu. Đây là muôi nhá, muôi siêu to khổng lồ. Nửa con 1 nhỉ? À đây. Cái nắp anh ạ. Chỉnh được mà, chỉnh cái cuốc được mà. Bằng bằng bằng. Cái để vặn để chỉnh đâu nhỉ? Đây anh vặn đây. Quê thế. Đấy. Xiển đây 1 bên này. Đấy, xiển lời cao hòa anh em nhá. Bây giờ tặng cho anh về. Thịt chắc quyết đấy chứ, đáng như ninh. Là phải ừ, quá nhỉ. Mình ninh như thế mà vẫn đấy nhỉ. Mấy chiếc đồng hồ mà nhỉ. Nếu mà cả bình thường là rớt rồi đó. C. Màu này vì là không về vì lúc này chuối mình không ngâm nước. Chuối thả vào luôn. À, ngồi đâu nhỉ? Ngồi đây luôn này, chỗ này là mát. Ờ, em từng ăn bún không béo? Ừ. Ăn bún thế. Thì đây, ăn bún đúng không? Em nghĩ là ngồi đây khỏi gió. Ừ, cũng được. Đây. Ngon nhá. Bún nồi này à, để ăn với bún luôn. Trong bún nồi sao đấy? Ăn hết bún hết giờ. Ui, chà 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 chà. Có đua không? À, có trong nhà. Bỏ cái biển đó. Có cả mẹ cuốn rồi. Đâu, đây, ở đây. Cá thì có biết ngon hay không, nhưng topping thì hơi bị ngon này. Ăn cũng có đây nha. Đang là lẩu, lẩu cá thì thành lẩu chó đấy. À, món ăn cực kỳ ngon nha mọi người nhá. Ngon hơn cái món chấm đen hôm qua. Đây này. Con cám bảo là tại món chấm đen hôm qua anh em mình làm rỗi thôi. Mà hôm nay có cả nhiều một cái chuối chứ các kiểu. Ngon, thơm. Nào, con này đi ra. À, chúng đâu rồi, bọn nó đâu hết rồi, vẫn ngủ à? Thì cho, đây, cho mày một cái nhé. Đây, như ngôi động đó. Đây. Rồi. Đây okay. Nữa. Ok. Đây đói nữa. Đói nữa. Đói nữa. Đúng là ra đồi ra đồng là môn... món gì cũng ngon anh em ạ. Thôi anh chiên được đi. À, đây là món đấy. Gì đấy? Bánh mướt ạ. À. Bánh mướt của Nghệ An đấy, đặc sản đấy. Luôn à? Hay là ăn dạ, bánh mướt. Ăn nhùng anh thích làm gì đâu? Ăn với cá. Không rồi. Mời cả mọi người nha. Mời mọi người nha. Đây, mời các bác nha. Các bác mời các bác nha. Bữa ăn lúc nửa buổi chiều là ngon nhất. Con cá tai nạn anh em ạ. Rồi. Tự nhiên tai nạn. Tí nữa. À, anh em mình sẽ có một cuộc thi câu cá để xem thực lực của ai lớn nhất. Câu cá này ngon thật đó. À, ngon mà. Rồi, thịt nó chắc nha anh em nhé. Ngon. Thịt nó chắc, nó không như kiểu cá nuôi đâu. Nó ngọt thế. Ngọt nè. Siêu ngon luôn. Này em chấm bằng nước, em tưởng là do mình ngọt lắm mà. Không phải. À, thịt siêu chắc nha anh em nhé. Ừ. Mình sẽ ngồi đùi rua cho anh em ăn. Có riềng thơm. Đấy, đây là anh lấy cái muối. Giống như thế đẹp. Mùi thơ rừng đâu rồi? Ừ. Mùi thơ rừng. Mùi thơ rừng, mùi thơ ăn được ngoài tự nhiên này rua là chuyện bình thường các anh nhé. Cái gì thấy ngon nó mới bu đến. Ngon nên nó mới đến đấy. Này cái thịt của thịt của con cả chép da nhìn lạ không? Các bác thấy lạ không? Không. Kiểu đó không làm nhưng mà rất là dài ngon nhìn hình như thịt bò luôn này, nhìn là lạ nhỉ.
vừa làm muối này. Chưa nhận là ngon ý. Cả phim cũng không nhận luôn á. Dạ. Làm một bát bún như này. Đủ hết topping à. Đang tìm. Có muối ngon sao. Đến cả này. Bên đây khách đông thế nhỉ? Vừa ăn vừa đuổi khách. Không đi. Khách khứa gì tầm này. Cái loại này ở ngoài anh rồi. Đậu bát là hơn nó để. Sợ lắm, không chơi được. Ở đâu cũng vậy mà. Không em là cũng không hiền hay ngoài anh đâu. Ngon. Nó có như anh nào khác đi. Khác đi nữa. Tăng nữa. Ngon hơn hay chờ ấy. Chỉ là cũng phải nhờ gì mà lắm. Chỉ được màu sắc hẳn cũng đẹp cái mắt thì mình chưa. Ồ, bên đi nấu theo kiểu của màu đại cá hẳn khác. Đi về màu cá mặc áo giấy. Sạch quá ăn không ngon đâu. Nhìn đẹp quá nó không anh. Ngon đâu. Nói chung là những cái món ăn này thì ăn theo kiểu đây. À, đây sẽ là bát bún gì nhỉ? Bún nghệ. À đúng rồi, bún nghệ. Đấy, vô vào đây. Đấy, rồi được chưa? Đây, rán thêm tí canh nữa. Đấy, bao gồm có cái gì đây nhỉ? À, món gì nhỉ? Món này là món gì? Bánh mướt. Bánh mướt. Bánh mướt nghe án ạ. Cá chép mà tự nhiên. Tự nhiên chết. Rồi cũng nhưng cũng gọi là tự nhiên rồi. Cá chép ngon như này. Thêm một chút muối nữa. Đây, muối đây ngon nha. Khách cưới. Biên. Phóng tiếp. Mà thấy quá. Thấy đâu. Wow. Ăn không được ớt nhé. Mời anh em nhá, tầm này đói như thế này rồi ăn đấy. Đầy lắm. Toán mà vui đấy. Ngon tuyệt. Khách. Nhìn không đẹp nhưng ngon đúng không anh? Không nhận. Nói chung không là những cái gì đẹp là đều không ăn được hoặc là không ngon, đúng không? Nên ra đường cứ thấy cái gì đẹp là không ăn được. Chờ làm bắt được thứ là ấm bụng không? Cút. Thật cười lên trong này. Bát đúng giờ. Đấy là quả ớt cay quá. Ớt á, nó không kiểu còn cấn á. Ớt này cay á. Ớt xanh lè. Cái gì đây này? Này mà cay. Như quả cà. Không cay. Không hề cay. Như nó chưa bỏ mắm tôm đúng không? Bỏ rồi. Phủ hết gia vị á. Hồi nhỏ nó thích ăn nhất là cái mắt cả ấy. Ngậy, ăn chưa? Ăn vào tính. Dư cũng ngậy. Tuyệt vời. Cũng đến thui lắm. Ăn lấy sức để chuẩn bị đi câu, khi câu. Đầu cá chép, mép cá trê, đầu cá trôi, môi cá mè. Thấy các cụ bảo thế. Đầu cá chép, mép cá trê thì lần đầu tiên này. Thấy các em hiểu nhầm á. Anh cắp đâu rồi đó. Đấy. Đâu là có gì đâu. Đâu có chó gì đâu. Có gì thịt. Thịt đen đấy. Giờ này là ăn nó được này.